Đây đây đi qua khu của nhà thờ Romania nè mọi người. Đẹp quá trời luôn. Xanh mướt mượt mượt luôn. Trời ơi đẹp quá à. Ở bên Romania thì cái đất nước của người ta cũng xanh lắm. Rồi nhà xây theo kiểu này thì nhiều nè. Đẹp quá à. Hello to mọi người, hello to ha. Đây là Romania Church nè mọi người. Từ đó mọi người nhìn thấy cái phong cách đẹp không? Cái kiểu mà nhà thờ của bên Romania này đẹp không? Đó. Thì ngày hôm nay là Hana đưa mọi người đi tham quan, tính đó là tham quan một cái nhà thờ của Rasan thôi, nhưng mà next to Rasan Church thì là Romania Church. Thì hai cái phong cách đó, nó khác nhau. Thế nó thể hiện cái nền văn hóa của hai nước luôn đó mọi người thấy rõ không? Một bên đó thì là vàng. Đó là vàng. So two just stay next to two just but different culture. You see, here is gold and here see hai cái nhà thờ của hai nước nó nằm sát bên nhau nhưng mà nó thể hiện được cái gọi là cái gì ta? Là tín ngưỡng nè, gọi là cái phong cách nó khác nhau, đó, hai cái văn hóa nó khác nhau đó mọi người. Đó. Hai bên thì bây giờ Hana sẽ review cho mọi người cái Romanian church này ở trong nó có gì nha. Okay, let's go inside the church. To see. Đây là cây chanh lemon tree. Xin mời cả nhà, let's go. So but here they close, not open, right? Yeah, yeah. No, you can go just to there. Cái phía trong của nhà thờ thì đã bị đóng cửa rồi mọi người. Thì bây giờ chỉ có đi vòng vòng phía ngoài thôi nha. Đây người ta sẽ cố gắng mô phỏng về cái phong cách, cái văn hóa, cái truyền thống của người Romania thì người ta sẽ làm đúng cái phong cách đó luôn đó mọi người. Thì mọi người đến đây thì mọi người sẽ quên đi là mình đang ở đảo Sip. So they try to make like Romania here, you know. Yeah, yeah. So if somebody don't understand, we just make small video here so they think we are in Romania, not in Cyprus. The same like in Russian church. Okay, this house. Nghĩa là người ta sẽ cố gắng người ta làm cho nó giống như là cái văn hóa của người Romania. Thì khi mà mọi người đến đây, mọi người sẽ quên đi là mình đang ở đảo Sip. Rất là đẹp luôn, rất là đẹp. Đây cho mọi người xem từ cái mái vòm nhà nè. Đó. Người ta sẽ làm giống nhất có thể. Trời ơi không thầy không mở cửa được vào trong. Thầy giống gan quá. Đây. Đóng cửa nhưng mà mở cửa. Đây phía trong nhà thờ của so this also the same. Yeah, yeah. Like history yeah. From Greece. Yeah, yeah, yeah. Có nghĩa là tất cả cái lịch sử của Nga và Romania này á, là tất cả cái lịch sử nó đến từ Hy Lạp đó mọi người. Thần thoại Hy Lạp. Phía trong đây. Đó. Hai cái nhà thờ sát bên nhau mà thể hiện hai cái đẳng cấp khác nhau liền luôn mọi người thấy không? Ngang ngố này đi đâu cũng hoành tráng hết á. Hay. Ok.
chút xíu qua bên kia xem cái bên kia là cái gì nữa là mình sẽ kết thúc cái video clip nha mọi người. Đó, giống như là những ngôi nhà của Romania thì người ta sẽ xây những cái ngôi nhà có mấy cái mái mái vậy nè. Hoa đẹp quá. Hoa đua nở, chim hót líu lo. No, it's closed, it's closed. I believe they use just like... Like know. Museum. No, not like museum, just some to keep it. Ah, it's here, you see. Yeah, they show how to live people, you know, when they see. Đây, tôi đây, mọi người có nhận ra tôi không? Đó thì ngày hôm nay là Hana đưa mọi người đi đến cái nhà thờ Romania gọi là the name of this village. Tí nữa sẽ Episcopi. Ở cái làng Episcopi ở Nicosia mọi người, hơi xa một tí thôi nhưng mà rất là đáng để đến đây. Bởi vì đến đây là mọi người sẽ không có nghĩ là mình đang ở đảo Síp đâu, tại vì người ta sẽ làm giống như có thể luôn. Đó. Thì nhà thờ Romania nè, nhà thờ của Síp này người ta làm rất là đẹp luôn, mọi người nhìn thấy không? Đó. Nên là cái nơi này rất là đáng để mà tham quan, tại vì nó đẹp lắm mọi người ơi. Thì cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi hết cái video clip ngày hôm nay của Hana. Đừng quên nhấn nút đăng ký, chia sẻ và cái chuông thông báo để là những người đầu tiên nhận được những cái video clip mới nhất nha. Và muốn chia sẻ thêm với mọi người là Hana có đang làm có nghĩa là cố gắng mà giúp đỡ mọi người khi mà mọi người muốn tìm cái thông tin để mà đi mua nhà ở bên đảo Síp và cuộc sống ở đảo Síp như thế nào á, thì mọi người có thể hỏi Hana thì Hana sẽ trả lời thật nhất có thể, thật nhất về cuộc sống ở bên đảo Síp có thể cho mọi người, và sẽ hướng dẫn mọi người như thế nào, làm cách nào để mà mua nhà định cư ở đảo Síp và những cái lợi ích để mọi người định cư ở đảo Síp là như thế nào, thì Hana sẽ tư vấn cho mọi người nha. Thì nếu mà mọi người muốn nói chuyện riêng á, thì mọi người có thể inbox về cái fanpage Hana Nguyễn cuộc sống tại đảo Síp thì Hana sẽ trả lời 24/24 nha. Và cảm ơn mọi người. Ok. Thì cảm ơn cả nhà. Bye bye. Và hẹn gặp lại ở những cái video clip tiếp theo. Bye bye.